Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Trung Quốc có thể đàm phán để lấy lại Hoàng Sa hay không? Việt Nam có thể hy vọng giải pháp nào để lấy lại quần đảo Hoàng Sa? Câu hỏi được đặt ra. Việt Nam đã cáo buộc Trung Quốc vào năm 1974 đã dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Quan điểm chính thức của Việt Nam là Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hình ảnh người dân Hà Nội biểu tình phản đối Trung Quốc có hành động đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy vậy, trong lúc Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát thực tế với quần đảo Hoàng Sa, liệu tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể diễn ra như thế nào trong tương lai? Một số chuyên gia lâu năm về tranh chấp Biển Đông đã trả lời Đài Tiếng Nói BBC tại London. Ông Georgi Bolling, giám đốc của sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI, chương trình thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Washington DC. Thực ra không có hy vọng giải quyết vấn đề Hoàng Sa trong tương lai gần, nhưng các bên có thể chế ngự vấn đề này. Bước đầu tiên là Trung Quốc nên chấp nhận rằng Việt Nam có quyền đánh cá lịch sử xung quanh quần đảo Hoàng Sa được đảm bảo bởi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Như thế, Trung Quốc sẽ hợp tác với Việt Nam để có cơ chế quản lý việc đánh cá. Việc này có thể làm được nếu là một phần nỗ lực lớn hơn bao gồm Malaysia, Philippines, Brunei, Indonesia để quản lý sản lượng cá ở toàn Biển Đông, gồm cả Trường Sa. Nếu các bên có thể hợp tác về đánh cá, thì sau đó họ có thể tìm kiếm cơ chế để chế ngự các vấn đề khác trong hòa bình. Còn tranh chấp chủ quyền thì có thể được giải quyết thông qua đàm phán hoặc tòa trọng tài nhiều thập niên sau. Donna Rothve, giám đốc luật quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Úc, ông là tác giả sách in năm 2010 về vấn đề Biển Đông. Và có thể nói các giải pháp có thể đưa ra như sau là dàn xếp ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam hoặc dàn xếp bằng cách nhờ tới bên thứ ba. Hai lựa chọn này đều phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Giải pháp ngoại giao thì có nghĩa là một bên thừa nhận chủ quyền bên kia đối với các đảo. Đây là hình ảnh hành trình của tàu Trung Quốc Tian 20 vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đã đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để lắp đặt cáp ngầm. Con tàu này hiện đã cơ bản hoàn tất việc lắp cáp ngầm trong cụm các đảo phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa và đang tiến hành lắp cho các cụm đảo phía tây. Và giải pháp dùng bên thứ ba có nghĩa là có thể đưa tranh chấp ra một trung gian bên hòa giải, tòa trọng tài xét xử. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về lý thuyết có thể được mời can thiệp hoặc giúp dàn xếp. Trên thế giới cũng có nhiều ví dụ khi hai lựa chọn ở trên đã giúp dàn xếp thành công các tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, Trung Quốc Việt Nam có xem xét các lựa chọn này hay không lại phụ thuộc vào ý chí chính trị, mà hiện nay có vẻ không nước nào quan tâm nhiều đến vấn đề này. Đặc biệt, Trung Quốc sẽ miễn cưỡng trước các lựa chọn này vì có thể bị xem là tạo tiền lệ. Tiền lệ đó sẽ ảnh hưởng đến các tranh chấp của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như với Nhật và Hàn Quốc. Chuyên gia này cũng nói thêm, trong không khí chính trị hiện nay, tôi không thấy có giải pháp nào. Trung Quốc có thể tìm cách mời chào một số lợi ích để Việt Nam nhượng bộ ngoại giao và công nhận chủ quyền của Trung Quốc, nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ không chấp nhận điều đó ở thời điểm hiện nay và ngắn hạn về sau. Kriyoki Lokhin, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Viện Viễn Đông, tức là thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, ông trả lời đài BBC trực tiếp bằng tiếng Việt. Về căn bản, tôi đã đồng tình với ý kiến của hai đồng nghiệp ở trên. Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm lịch sử có nhiều phương pháp để giải quyết các vấn đề tương đối hòa bình, có tính chính trị và chính nghĩa cho hai bên. Nhưng giống như giáo sư Donna Rothweil, tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa có chuyện nguyện vọng chính trị thật sự để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Tranh chấp này cần thiết cho họ để giữ gìn chủ nghĩa dân tộc trong nước, giãn sự chú ý của quần chúng nhân dân khỏi các vấn đề nội bộ. Và họ cần có hình ảnh của kẻ thù đối ngoại để đoàn kết xã hội xung quanh Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với người đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nói tiếp, theo tôi, điều kiện thứ nhất và nhất định có thể bắt đầu đàm phán về các vấn đề này là Trung Quốc phải chấm dứt tuyên truyền chống Việt Nam và không đưa ra những phản luận hoàn toàn giả dối về chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hình ảnh đường chín đoạn còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm trọn Biển Đông nhưng không được quốc gia nào công nhận. Chuyên gia Việt Nam phân tích như sau. Hà Nội đồng thuận với tích cực chuẩn bị khởi kiện Biển Đông và Việt Nam đã chuẩn bị kiện Trung Quốc về Biển Đông trong 2 năm qua và đang tích cực đẩy nhanh công việc.
hai nhà nghiên cứu người Việt đã nói cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết vào hôm 16 tháng 6, ít ngày sau khi một viện trưởng cấp cao quốc gia của Trung Quốc nói là Hà Nội sẽ phải trả giá đắt nếu kiện Trung Quốc. Tiến sĩ Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu tại Singapore có nói trong giới lãnh đạo Việt Nam có sự đồng thuận về chính sách và chiến lược liên quan đến việc kiện Trung Quốc tại một cơ quan tài phán quốc tế. Và Hà Nội đang có vẻ như tính toán khá kỹ về vấn đề này. Các bước đi của phía Việt Nam và các phản ứng có thể đến từ phía Trung Quốc dường như đã được Hà Nội tính toán kỹ, tiến sĩ Hoàng Hợp cho hay. Các chuyên gia Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị có nhiều liên lạc với các đối tác Mỹ, Anh, Pháp trong những tháng gần đây, dù bị ảnh hưởng một chút vì dịch viêm phổi Vũ Hán đã cản trở các cuộc gặp gỡ trực tiếp, ông Hợp đã nói thêm. Và Việt Nam thì đã làm rất nhiều, thúc đẩy quan hệ với các tòa án quốc tế, trong đó có PCA, tức là Tòa Trọng Tài Thường Trực. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên của Ban Nghiên cứu Luật Biển, Hải đảo ở Việt Nam đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và theo thạc sĩ Hoàng Việt, Hà Nội đến nay đã tiệm cận gần hơn và ông mô tả rằng việc chuẩn bị cũng đầy đủ. Như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đưa tin vào hôm 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc đăng một bài viết cho chương trình Sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải, tức là Biển Đông, thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương tại Đại học Bắc Kinh. Trong bài viết, học giả họ Ngô dẫn tin vào hôm 7 tháng 5 của ASEAN Times nói rằng Việt Nam có sự cân nhắc nghiêm túc cho việc kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế về tranh chấp Biển Đông, từ đó đưa ra những bình luận của ông ta mà giới nghiên cứu cho rằng cũng có thể liên quan đến quan điểm của chính quyền Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng Tài tuyên bố phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên bên trong các khu vực biển nằm trong đường chín đoạn, theo đơn kiện của Philippines đối với Trung Quốc. Vị viện trưởng Trung Quốc cũng khẳng định nếu chọn con đường kiện tụng, Hà Nội sẽ chứng kiến quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bị thụt lùi và phải trả giá đắt, bao gồm cả hành động vây hãm, cắt đường tiếp vận của Việt Nam đến các đảo Trường Sa, cũng như Trung Quốc có thể khởi sự thăm dò dầu khí ngay trong khu vực bãi Tư Chính. Và dưới con mắt của chuyên gia, tiến sĩ Hoàng Hợp bình luận rằng những lời lẽ chứa đựng hàm ý đe dọa của học giả Ngô Sĩ Tồn chỉ là đòn gió, vì nếu cần trao đổi thông điệp, hai nước có các kênh từ lãnh đạo cấp cao cho đến cấp bộ, đặc biệt là thông qua Bộ Ngoại giao của hai bên. Vẫn theo nhà nghiên cứu thuộc viện có trụ sở tại Singapore, kể từ mùa hè năm 2014, khi Trung Quốc đưa một tàu khảo sát cỡ lớn vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hà Nội ngày càng thất vọng về khả năng dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Tiến sĩ Hoàng Hợp cũng nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Từ đó đến nay đã hơn 6 năm rồi, tiến trình áp dụng các biện pháp hòa bình kể như đã cạn rồi, chỉ còn lại một biện pháp hòa bình nữa là biện pháp pháp lý mà thôi. Hiện nay cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều cảm nhận rằng bước đó gần đến nơi rồi. Thạc sĩ Hoàng Việt cũng đưa ra bình luận và nhận định như sau. Tôi cho rằng Trung Quốc đe dọa là một chuyện, nhưng tôi vẫn khẳng định rằng sớm muộn gì Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc thôi, bởi vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực Biển Đông và càng ngày càng lấn tới, và lấn tới mức nào đó thì Việt Nam không chịu nổi, buộc phải đưa Trung Quốc ra tòa. Và cũng có những nhận định cho rằng nếu thua kiện thì uy tín của Trung Quốc sẽ sụp đổ. Đây là hình ảnh ba tàu hải giám của Trung Quốc vây đuổi và cuối cùng đã đâm chìm tàu cá của Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020. Sự việc đã được phía Việt Nam và cả Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng mạnh mẽ. Trong bài viết, liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải, tức là Biển Đông hay không? Đăng ngày 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn của Trung Quốc đặt giả thiết rằng nếu Việt Nam khởi kiện, Việt Nam sẽ làm giống như Philippines. Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết phủ nhận đường chín đoạn của Trung Quốc trên bản đồ về Biển Đông. Và tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng chia sẻ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về một kết quả tiềm tàng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc như sau. Dự báo khả năng thắng kiện là rất lớn và cũng có thể dự báo luôn là Trung Quốc sẽ không công nhận kết quả phán quyết tới đây. Và kết quả phán quyết nếu Việt Nam khởi kiện sẽ tương tự như kết quả mà Philippines đã có vào năm 2016 và Trung Quốc sẽ có cùng thái độ là không công nhận phán quyết mà tòa quốc tế đưa ra cho Philippines. Như vậy, Trung Quốc sẽ tăng cường quấy phá và đe dọa Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, trên biển và các diễn đàn quốc tế, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp chia sẻ. Và các hành động gây rối trên biển của Trung Quốc đối với Việt Nam
có thể còn nhiều hơn và nghiêm trọng hơn những gì họ đã làm với Philippines, thậm chí có thể có nổ súng. Ông Hợp đã nói như vậy. Chuyên gia này cũng khẳng định rằng phản ứng của Trung Quốc chỉ mang lại thêm những bất lợi cho nước này khi thế giới nhìn vào đó và phê phán rằng Trung Quốc, một thành viên của cộng đồng quốc tế và là một ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc, lại không tuân thủ phán quyết của một cơ quan pháp lý quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc. Nhà nghiên cứu luật biển Hải đảo Hoàng Việt nhấn mạnh với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng giá trị các tác động từ phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông có sức mạnh không thể xem thường. Thạc sĩ Hoàng Việt chỉ ra rằng sau phán quyết vào năm 2016, cả bộ máy chính trị và giới học giả Trung Quốc đều phải tìm cách bác bỏ. Nhưng một loạt các nước có tranh chấp hoặc có quyền lợi ở Biển Đông, gồm cả Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Mỹ, vẫn viện dẫn phán quyết, điều chỉnh các tuyên bố theo phán quyết. Ông Việt nói về hiệu ứng cú đánh bồi nếu Việt Nam cũng thắng kiện như sau. Ví dụ, Việt Nam tiếp tục đưa vụ kiện ra tòa như Philippines và tiếp tục thắng kiện, thì không những uy danh của Trung Quốc bị sụp đổ, mà sự đe dọa cũng rất lớn bởi vì các quốc gia khác sẽ đưa ra các vấn đề pháp lý phù hợp với phán quyết đó, tạo sức ép rất lớn đối với Trung Quốc. Và ví dụ, sau Việt Nam tiếp tục có Malaysia, như trong võ thuật có liên hoàn cước, thì chiến thắng liên hoàn như vậy sẽ có tác động rất lớn đối với thế giới. Đây là hình ảnh lãnh đạo các quốc gia ASEAN họp trực tuyến về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Việt Nam làm chủ tịch luân phiên vào năm 2020. Trong khi thế giới nhìn vào vấn đề uy tín của Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Việt, Trung Quốc đang lo sợ hơn về ảnh hưởng lớn từ các vụ kiện tụng tiềm tàng tới sự phát triển của quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này. Và câu hỏi được đặt ra là khi nào thì Việt Nam sẽ kiện? Không phỏng đoán về một khung thời gian cụ thể, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng Việt Nam cố nhẫn nhịn chừng nào còn có thể. Ông đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và chia sẻ tiếp. Nếu Trung Quốc không làm căng vấn đề, Việt Nam cũng không dại gì khởi kiện Trung Quốc để làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục dồn Việt Nam vào chân tường, ví dụ gần đây Trung Quốc bóng gió về việc lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông. Nếu Trung Quốc thực sự tuyên bố, thì chắc chắn Việt Nam sẽ tìm cách khởi kiện. Trong khi đó, tiến sĩ Hoàng Hợp đưa ra nhận định rằng quyết định của Việt Nam khi nào nộp đơn kiện ra tòa sẽ xoay quanh Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam được dự tính diễn ra vào đầu năm 2021. Ông nói tiếp, trước khi có Đại hội Đảng 13 thì Việt Nam chưa kiện Trung Quốc đâu vì bây giờ họ còn đang chuẩn bị cho đại hội cho nó xong. Thế nhưng không loại trừ là trước đại hội có thể khởi kiện. Vì họ nắm tình hình là khóa tới vẫn nhất quán với việc khởi kiện nên họ sẽ làm việc này. Các khả năng, các bước mà Trung Quốc có thể phản ứng, cư xử với Việt Nam thì dường như Việt Nam đã tính toán rất kỹ. Hồi đầu tháng này, nữ chuyên gia Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á, giám đốc các dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực thu thập thông tin, bằng chứng, luôn ở tư thế sẵn sàng và chỉ cần một quyết định chính trị được đưa ra là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, cũng vào đầu tháng 6 năm 2020, tiến sĩ luật sư người Mỹ Dale Montelier, người từng tư vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, tiết lộ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam ở Washington và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020 với bản tin Việt Nam-Trung Quốc có thể đàm phán để lấy lại Hoàng Sa hay không? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.